xấu, cái không đẹp, cái không vui, thì kiếp sau mình sẽ hưởng được gấp 10 lần cái không vui đó. Đó. Bởi vậy kiếp này tại sao mình không giao cho những người xung quanh mình những cái đẹp, những cái hay, những cái đặc biệt, những cái tốt lành để kiếp sau, hoặc là kiếp sau, kiếp này của mình vẫn được hưởng, tuổi về già của mình cũng được hưởng được cái may mắn. Bởi vậy cho nên mọi người cho đi những cái tốt á, sẽ không bị uổng cái sức mình cho, hoặc là nó sẽ không mất vào đâu đâu. Mọi người cứ cho mọi người xung quanh những cái tốt của mình đi. Mình có tiền thì mình cho tiền, không có tiền thì mình cho những cái câu khuyên nhắc, những cái câu góp ý tích cực. Đừng cản trở những người nào đi chùa, đừng cản trở những người nào làm từ thiện, cũng đừng cản trở những người nào đang có dự định tu. Mình cản trở những cái bước duyên đó đó thì là mình đang dẫn mình vào cái con đường tội lỗi, cũng như là dẫn vào con đường u tối. Có nhiều người người ta đang muốn đi tu, hoặc là người ta muốn đi vô chùa, người ta lại phật thôi đi đâu, đi ra đây ăn nhậu với tao nè. Giữa cái ăn nhậu với đi chùa cái nào tốt? Rõ ràng điều đầu tiên là mọi người thấy là đi chùa là tốt rồi đó, đúng không? Đi chùa là mọi người đã thấy tốt rồi đó. Tại sao nó tốt? Đi chùa tôi không biết tôi có lại hay trái hay sao, hay khấn nguyện gì hay không, mà tôi đã thấy tôi đến gần được với Phật, mà đến gần được với Phật cái đó là đến gần với trí tuệ. Còn những người nào á mà không đi chùa mà lại đi ăn nhậu với bạn á, thì mình đến gần với cuộc ăn nhậu là đến gần gì? Say xỉn, sai trái, hao tài tốn của. Ăn nhậu có cho tiền, không có cho tiền bia đâu mình uống, đúng không? Cho nên á, cái gì á nói cho mọi người nghe, mình làm gì mình liên quan tới Phật hoặc là những cái đạo chúa, hoặc là những đạo hồi, hoặc là đạo nào trên thế gian này chi đi chăng nữa, đều mình làm việc phục vụ cho nhà đạo đều là phước hết. Đạo nào cũng có phước không? Cho nên mình cứ việc mình làm, đừng có suy nghĩ tôi đạo chúa tôi qua đạo Phật làm gì, đừng suy nghĩ tôi đạo Phật tôi qua đạo chúa làm gì, không. Ví dụ có hai căn nhà khác ở hộ khẩu, đúng không? Hai căn nhà khác nhau, hai căn nhà, hai cái dòng máu khác nhau, nhưng mà mình là người ngoài, mình dễ thương, mình đang ở nhà bên đây, mình mà dễ thương, mình đàng hoàng tử tế, mình kính nể những người lớn nhà cái bên, không lẽ người ta không cho mình bước qua chơi? Không lẽ người ta có đồ ăn không mời mình ăn, đúng không? Thì cũng giống như là mọi người đang đậu chúa mà mọi người qua được bên đầu Phật, mọi người dọn dẹp làm phước, làm từ thiện bên đầu Phật, thì mọi người ít nhiều gì mọi người cũng được hưởng cái phước hồng của bên đạo, mà đạo mà mình đang làm, hoặc là đạo đối diện với mình á. Rồi giống như là đạo chúa mà mình qua đạo Phật mình làm thì Phật cũng hộ độ cho người đạo chúa, mà mình qua mình từ đạo Phật mà mình qua đạo chúa mình làm thì Chúa cũng hộ độ cho người đạo Phật. Cái đó là cái gì biết không? Cái đó đó là cái phước lành của một con người mà biết nhận định là điều tốt nó nằm đâu. Là như vậy, có nhiều người không chịu, tôi đạo chúa tôi phải qua bên đạo chúa tôi mới làm được, tôi mới có phước, còn đạo Phật kho tôi không biết đạo Phật là đạo gì đâu. Cái đó là sai, cái quan điểm đó là sai. Mình đạo nào mình không cần biết, mà mình gặp những cái đứng thiêng liêng, giống như tôi đạo Phật nè, tôi là đạo chúa nè, chánh gốc của các thi là đạo chúa nè, mà các thi qua bên Phật, các thi vẫn quỳ lại Phật, vẫn tôn kính Phật, vẫn thờ Phật, mà gốc của các thi là đạo chúa, mà các thi thấy chúa các thi vẫn quỳ lại. Có nhiều người á nói nhiều cái câu kỳ lắm, mẹ hai ba đạo thì khùng á, trên đời dưới đất chưa ai nói mà hai ba đạo bị khùng, chỉ có con tự con người biên chế ra thôi, đúng không? Cho nên đạo nào cũng vậy, đạo nào cũng vậy. Cho nên mọi người cứ việc tôn kính những cái đạo. Mình là nhà A, mình có căn nhà B, mình tốt, mình thấy những người mà bên nhà B đó mình kính nể, mình tôn trọng,
thì bên nhà B đó có đồ ăn, người ta cũng cho mình ăn, người ta cũng mời mình uống, người ta vẫn tiếp nhận mình. Thì hoặc là mình đi trú mưa, đang trên đường mưa, mình về nhà mình không kịp, mình ghé qua nhà B trú mưa, người ta vẫn cho. Bởi vì các thầy nói với mọi người á, cái gì cũng vậy, đã Chúa Phật không dạy mình làm điều xấu, cũng không có dạy mình là không được chơi với đạo này, không được chơi với đạo kia, không ai dạy, chỉ từ con người tự tưởng tượng ra. Miễn sao mình đạo nào mình giữ đạo đó cũng chọn là được rồi, đó là như vậy. Tôi mà bây giờ mà ai mà vô thi đi chùa đi liền à, đi liền à, kêu tôi mà đi ra đây chi xa không, từ từ má ơi suy nghĩ lại, chưa chắc gì tôi đi nữa. Tại vì á, các thi là người á rất là lo nghĩ về lâu về dài. Hôm nay các thi vui chơi mà các thi sẽ nghĩ về cái hậu phúc, nếu muốn mình về già rồi đó, không biết con người mình còn cái phước cái đất không, hay là lúc đó mình về già mình thành bà BD xấu xí rồi, đúng không? Cho nên thôi bây giờ xấu xí mà biết đạo là được. Bởi vì cho nên các thi lúc nào các thi cũng tin tưởng ơn trên. Ơn trên là một cái bức tường thành che đi và chặn lại những cái sự rắc rối, những cái việc không may mắn ở cõi đời. Tin tưởng ơn trên là một cái nền tảng để cho mình xây một cái nhà biệt thự, hoặc là xây một cái tòa lâu đài, hoặc là xây một cái nhà chung cư vững chắc, mà gọi là chung cư, biệt thự, lâu đài, gọi là đạo đức. Biệt thự đạo đức, chung cư đạo đức, hoặc là cái gì đó là đạo đức để mình xây dựng lên, có cái móng chân chắc rồi đó, mình xây dựng lên càng ngày càng cao, càng phát triển. Rồi đến cái việc già rồi đó, mình không sợ là mình bị bỏ bê. Tại sao mọi người biết đó, nhà bà đó đẻ ra mười mấy đứa con, mà đến khi bà gì già rồi đó, con bà có chồng có vợ bỏ bà hết, mười mấy đứa con, mà bây giờ bà sống một mình nên mà con bà 2-3 căn nhà giàu có không nuôi được mình bà. Mọi người lưu ý nha, một người mẹ nuôi 10 người con được, mà 10 người con đó nuôi một người mẹ không được. Vì tại sao? Rồi ví dụ gì vậy? Quýnh lộn luôn nè. Bởi vì những cái thành phần mà không có ý thức rất là chán thiệt. Bởi vì nói mọi người á, mình á bây giờ mình các thi rất là thích về vấn đề là có nhiều người nói các thi á gọi là đạo đức giả. Tôi biết bây giờ cho đạo đức giả không được, nhưng mà tôi đang nói về vấn đề Phật pháp, tôi đang nói về vấn đề tích cực để làm gì, là tôi đang kiếm phước từ mọi người. Mọi người nghe được những cái điều tích cực đó, mọi người có một cái nhã ý, hoặc là có một cái ý định muốn đi chùa hoặc muốn đi làm phước, thì cái đó tôi đang được hưởng công đức đó. Mọi người hiểu cái không? Cho nên thay vì tôi đi chùa mà tôi không có thời gian tôi đi, thì tôi ngồi đây tôi nói chuyện về vấn đề đi chùa, rồi nói về các cách thức để tạo ra phước. Cái phước á, nói thiệt với mọi người, cái phước là cái về vấn đề á, phước là cái nền tảng á để cho mọi người hậu thân về sau á. Mọi người có nhiều người ta nói nè, thôi tôi khổ quá, ngày nào tôi cũng đi chùa quỳ lại Phật mà tôi không có tiền bạc gì á, nghèo hoài. Phật là một nhân vật có thật trong lịch sử, và Ngài sắp đặt sẵn những cái đoạn đường đi và giáo lý của Ngài để cho mình học theo. Chứ Phật không có giúp mình làm giàu được, Phật không có cho tiền cho bạc mình đâu. Đức Phật là người ta tu chánh đẳng chánh giác, người ta tu bằng cái gọi là sao ta? Gọi là sao? Phật là người ta tu danh chánh ngôn thuận á, không phải là đút lót cho mình có tiền để mình tin Phật đâu.
phải, Đức Phật không phải là nhân vật vậy. Mình đang bị lầm tưởng là đi vô quỳ lại Phật để Phật độ cho mình làm ăn có tiền, mỏi tay quá. Mọi người hiểu được cái mọi người hiểu được cái cốt lõi cái câu chuyện là như thế này nè. Tin Phật là mình sẽ có phước phúc báo, mình làm phước mình sẽ có phúc báo. Nhưng cái phúc báo á, cái phước báo là gì? Là cái sự chống chọi là những cái tai nạn, cái tai ương và những cái điều không may mắn để chống lại. Ví dụ cái người này tới năm đó, tuổi đó, tháng đó sẽ gặp một cái tai ương gì đó và người này sẽ mất mạng. Nhưng nhờ cái phúc báo bà này đi làm việc từ thiện, đi chùa, đi lại Phật, đi giúp đỡ đời, thì tới ngày đó bà chỉ bị chiếc xe quẹt nhẹ, bà không có bị tai nạn. Thay vì bà phải chết vào ngày đó nhưng bà không bị. Vì sao? Vì bà đã từng làm phúc báo, bà từng làm phước, thì cái phúc đó nó mới báo ngược lại cho bà, nó che chở bà qua tai qua nạn đó. Cái đó người ta gọi là đại phước. Còn những người mà nghèo hoài á, hay khổ hoài, vì cái tâm của họ đang vô khứng Phật á, cái tâm của họ vô khứng Phật là trên nền tảng là gì không? Cầu tài. Đi chùa đi, quỳ lại Phật đi, tháng sau mày làm ăn được lắm, mày nghe lời tao. Trời ơi là trời, tao đánh bài tứ sắc là đánh ăn tới đâu đánh tới đó, mày cứ quỳ lại chùa này linh lắm nè, mày nghe lời tao. Có nhiều người vậy á. Đi vô chùa đi, cái chùa này linh lắm, hôm bữa tao đi rồi, trời ơi hôm bữa tao đi tao lại quá trời lại nha. Tao về tao nói thiệt mày, tao đậu chến nào tao ăn chính đó, đánh đề chúng nữa. Phật không có làm vậy, tại vì tình cờ bà đi về gặp cái thầy đó, bà làm được thôi chứ thật sự rồi bà mới đổ thừa là cho Phật, Phật độ cho bà làm ăn đánh bài có tiền, không có Phật nào độ gì hết đó. Bởi vì cho nên á, mọi người tin Phật á, mọi người phải tin trên cái nền tảng thông minh và trí tuệ. Đức Phật đang kêu mọi người tự mình đi kiếm phước với nhau, chứ Đức Phật cái sự ban phước của Phật không bằng mọi người phải tự đi làm phước. Phật chỉ gia hộ cho mọi người để có đủ trí tuệ để mọi người đi làm phước, đi làm từ thiện, đi giúp đỡ đời, hoặc là được cứu giúp những người khổ hơn mọi người. Cho nên Phật không có phù hộ cho mình chủ đề được, Phật cũng không độ cho mình làm giàu được, Phật cũng không có cho tiền cho bạc mình. Mọi người nghĩ làm sao mà Phật cho mọi người tiền bạc được, trong khi đó ổng là một ông vua ở bên nước Ấn Độ, giàu có tiền bạc mà ổng cực kỳ đẹp luôn. Đức Phật hồi đó là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là từ móng tay, từ đỉnh đầu, từ mắt, từ mũi, ngài cực kỳ đẹp. Người ta phải tôn vinh ngài là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ngài có vợ ngài cực kỳ đẹp là công chúa Đu Du Đà La. Con của ngài là La Hầu La. Ngài có con ngoan nghe, mà con là sau này cái cuộc đời của ngài sẽ được làm vua tại nước Ấn Độ tại bây giờ. Nhưng ngài bỏ hết. Ngài bỏ ngay vàng bạc châu báu, ngài bỏ hết, ngài đi tu. Thì hỏi làm sao ngài đi tu rồi ngài thành Phật, rồi ngài đã bỏ hết tất cả cái đó rồi, lấy đâu mình vô mình xin? Ngài Phật ơi phù hộ cho con, ngày mai con làm ăn có tiền có bạc nha. Thì đấy đâu Phật cho á, Phật đâu có, nó có tiền đâu Phật cho á, Phật đã bỏ đi hết rồi, Phật đi tu rồi. Còn cái này mình đi xin ngược lại ngày đâu ngày có thì cho, đúng không? Cho nên tin Phật phải tin theo cái chuyện trí tuệ thông minh, chứ không phải là tin theo Phật mà tin theo kiểu mà cho con số đề thì mình cũng đánh không. Hứa với Phật nha, con đánh xong cái con số 44 chú bự đi, con đánh xong nghe, con hứa với Phật ngày mai con không có đi đánh đề nữa. Cuối cùng ngày mai thua, thôi chùa này không có linh, đúng không? Chùa này không linh, đi chùa khác đi. Bại. Cái chùa linh hay không là do mọi người tin tưởng hay không, chứ không phải là do chùa linh. Tình cờ mình bữa đó mình đi vô chùa đó, mình về mình may mắn thì mình trúng được 2-3 con đề, tình cờ thôi. Cái này mình đổ thừa là chùa đó linh,
hay là mình tôn vinh chùa đó lên, còn mấy chùa khác mình chê bai, mình nói thôi cái chùa đó bình thường lắm, không có gì đặc biệt. Sai. Cái đó là cái quan niệm, cái tư duy của một con người bị thiếu trí tuệ, người ta mới tưởng tượng như vậy. Mọi người đã biết tới Phật rồi, Phật là một tấm gương để mình soi và mình đi. Lúc đó mình đi thì mình sẽ gặp nhiều cái trắc trở trên cái cuộc sống này. Nhưng mà mọi người cứ quỳ lại Phật, có bà đó hả? Bà càng quỳ lại Phật, bà càng đau khổ. Mà đau khổ gì? Bà bị con bà về thảo bà nè, chồng bà chửi bà, gia đình bà làm ăn thì không được suôn sẻ. Điều đầu tiên người ta hay gọi là Phật thử thách, ân trên ta thử thách để con bà này có vững tâm với đạo hay không, điều đó có. Còn điều thứ hai là những người càng tu hành thì càng nhiều quan gia trái chủ lại đòi và lại quậy lại phá. Vì lý do gì? Vì những người quan gia trái chủ là những người như thế nào biết không? Những người từ tiền kiếp vô thủy kiếp, hoặc là kiếp này và kiếp hiện tại và vô lượng kiếp, mình đã tự giết họ, mình chà đạp họ, mình ghét họ, mình phỉ báng họ, mình chửi bới họ, thì qua nhiều cái tiền kiếp thì họ trở lại một cái linh hồn, họ cứ đi theo mình hoài, cứ quẩn quẩn theo mình hoài, họ quậy nhà mình hết chuyện này, quậy hết chuyện kia, làm hết chuyện nọ, họ đâu có để cho mình tu yên. Tại vì tự nhiên tao thì bị mày đối xử, mày tao là con gà, mày cắt cổ tao, mày nhổ lông tao, tự nhiên bây giờ mày đi vô chùa mày tu an nhàn quá vậy, không, tao không cho mày tu, tao phải quậy mày, tao phải hại mày, tao phải quậy mày, khi nào mày bỏ mày cũng tu nữa thôi, tao mới không quậy. Tại lúc mà mình không tu á thì mình bình yên lắm, còn cái lúc mà mình tu á thì mình càng gặp những cái chuyện rắc rối. Tại sao? Tại vì những quan gia cho chủ họ không cho mình tu, nhưng ngoài trừ trường hợp mình muốn tu yên là mình phải cầu nguyện hồi hướng công đức của mình làm cho chùa, cho nhà Phật. Con xin nguyện hồi hướng hết công đức này về cho tất cả chúng sanh, âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Là tại sao người ta phải còn hồi hướng cái đó? Thường thường các nhà sư ăn cơm xong xuôi nhà sư hay hồi hướng lắm. Có nhiều người mình hay bị đánh giá nhà sư nhà thầy á, là thôi ăn cơm của gia đình mình, ăn cơm của mình đem vô cúng mà không ăn không rồi không à. Nhưng thật sự không có đó. Các nhà sư đã ăn cơm của mọi người, các nhà sư đã đang mang cái trọng trách rất là cao. Biết tại sao mang trọng trách nó rất là cao? Để lúc nào ăn từng hộp cơm của mọi người á, mọi người cúng dường cho nhà sư nha, nhà sư ăn từng hộp cơm của mọi người, nhà sư lại nhớ lại, nhớ lại từng cái ơn cái nghĩa của mọi người, và nhà sư đó đọc kinh tu hành đàng hoàng để có công đức hồi hướng lại cho mọi người. Thì thường thường mà mình cúng dường vô nhà chùa thì cái sự bình yên lúc nào cũng bao quanh mình, hộ trì mình. Cho nên mọi người đừng tiếc rẻ chi 5-30 ngàn khi đến cái chùa cúng dường. Thí dụ mình không cúng dường bằng tiền thì mình cúng dường bằng gạo, mình không cúng dường bằng gạo thì mình cúng dường bằng trái cây, bông hoa, cứ việc vô chùa. Đạo nào cũng có cái phúc riêng của họ. Cho nên lưu ý, mọi người là một người đã biết tới Phật thì mọi người phải biết về cái trí tuệ. Mà trí tuệ là sao? Là phát tâm từ cái tâm đáy lòng của mình bằng một cách trong sáng, không suy nghĩ. Còn những người mà đi cúng dường cho chùa, đi lại chùa, đi cầu nguyện, đi xin Phật, đi xin cái này xin cái kia, mà cuối cùng không đạt thành thì tâm lại khởi lên những cái nghi ngờ, không biết Phật có thiệt không, sao tôi cầu hoài không linh. Còn có nhiều người đang đi chùa quá trời, đi chùa rồi cúng dường quá trời cúng dường, mà tự nhiên nhà tôi đủ hết cái gác gối đó, vậy là Phật không linh, Phật không hộ trì cho tôi. Không, phải để cho thời gian. Tại vì biết sao, hồi đó giờ mình đâu có làm ra cái phước, mình làm tội nhiều hơn, đúng không? Rõ ràng tụi em từng tuổi này tụi em làm tội nhiều đó. Bước chân ra đường là tụi em thấy cũng gắn bỏ giữa đường thôi, tụi em không cầm cái cây đập nó chị. Vậy làm con đẻ tụi cưng, sợ thì sợ nhưng mà muốn đập nó thì cái đó cũng là cái lỗi, cái đó cũng là cái lỗi, cái tội của tụi em. Vào xem cái gì. Nhưng mà tụi em á, mình lụng đến khi á tụi em biết được giác ngộ đó, đi chùa, đi làm phước, tự động tụi em tích phước, thì cái phước của tụi em tích được á, không thể nào tụi em được hưởng.
mà tụi em phải trả là những cái tội lỗi mà tụi em đang làm. Khi nào tụi em trả hết đi cái tội lỗi đó thì bắt đầu tụi em dành dụm, bắt đầu cũng như tụi em trả nợ hết cho ta nè. Tụi em bắt đầu đi làm nè, là tụi em bắt đầu đi vô chùa đó, là tụi em đang làm phước đó, đi vô chùa nè, đang là biết làm công đức, biết lợi công đức nè, làm từ trả nợ cho quan gia trái chủ, trả nợ cho những người mà hồi đó mình đã giết hoặc là vô tình giết hoặc là cố ý giết, mình phải trả nợ cho những nhân vật đó. Trả hết rồi thì bắt đầu tụi em mới có tiền dư, giống như trả nợ hết bắt đầu mới dư tiền, mà dư tiền dư phải số lượng vừa đủ thì tự động trong nhà em để tiền nhiều trong tủ quá thì tự động cái tủ nó cũng vàng ra, thì tự động cái phước tụi em đang đến rồi đó, tới một ngày nào đó cái phước nó đang đến nhiều quá rồi thì tự động cái phước báo đó, nó đang hình thành ở nhà tụi em, lúc đó tụi em sẽ gặp được những cái niềm lành, niềm vui, phấn khởi, làm ăn thành công, tiền bạc, tiền vô như nước, mua nhà, mua cửa, mua xe hơi, dân dân về dân dân. Cái đó là cái chuyện mà tụi em đang đi tích lũy công đức. Bởi như vậy, tụi em đi chùa, nghe lời các thi, đi vô chùa, cứ việc lại Phật, là Phật đã chứng rồi. Đi vô chùa là Phật đã thấy rồi. Mình không cần mình cầu nguyện gì đâu, nhưng mà ngược lại con người mình lại bị cái miệng đi chùa là cầu nguyện à, đúng không? Giá cái gì không biết, cái giá hoài, biết cái chuyện nó giá hoài, không có cũng giá hoài. Có nhiều bà Phật ơi độ cho con năm nay con kiếm được người yêu đàng hoàng đẹp trai, có nha, đúng không? Bởi vậy tụi em đi chùa, tụi em phải hiểu được cái chân lý của chùa, hiểu được cái chân lý của nhà Phật. Tự mình làm, tự mình chịu, tự mình làm phước, tự mình được hưởng, không ai làm giùm cho mình, đúng không? Người ta xe duyên cho mình chứ người ta không làm, không được kiếm, người ta không có kiếm phước được cho em. Giống như em ngồi không đi, tự nhiên bây giờ bây giờ tôi ngồi không nè, bà đi là bà đi vô chùa rồi quỳ lại rồi bà hồi hướng công đức cho tôi mới đi, tôi làm biến đi quá, bà đi đi, em nghĩ em có phước không? Không, nhà Phật rất là rõ ràng nha, tôi làm là tôi hưởng á, bà làm bà hưởng, không khi nào mà tôi làm mà tự nhiên tôi hồi hướng bà là bà được nhiều phước đâu. Nhà Phật rất là rõ ràng, nhà Phật rất là trí tuệ, nhà Phật rất là trong sáng và minh bạch. Không thể nào nhà Phật có cái chuyện mà lòn tay đó. Hiểu không? Không, nhà Phật không có gì đó. Giống như em là người cúng, em là người hưởng phước. Năng này, ê bà vô trong phước giùm cho tôi đi, là không bao giờ em được hưởng. Tại vì cúng giùm nó nhỏ này cúng thôi. Phải tự em đi, tự em cầu nguyện, tự em khấn, tự em dâng cúng cho Phật, cái công đức của em mới được hưởng. Mới chuyện nhỏ này, đó, hiểu chưa? Cho nên á, mình làm công việc gì á,